Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Chuyện không ngờ của diễn viên Việt Văn vua vai phụ. Thôi thì mình không được phong làm nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân mà được phong làm nghệ sĩ xấu nhất thì cũng mừng, vì dù sao cũng có chữ nhất trong đó. Với vóc người nhỏ thó, ít nói và nói chuyện không có khiếu hài hước, nhưng xuất hiện trên truyền hình hay các đĩa hài, Trần Bình Trọng lột xác hoàn toàn. Anh trở thành kẻ tiểu nhân, bặm trợ, gian xảo, nhiều lời, là che đẻ của loại story hài, đại gia trên đất và làng ế vợ. Nhưng khi cần, anh vẫn sắn tay áo lao vào dọn dẹp bối cảnh như lao công trường quay hoặc sẵn sàng nhận những vai mà không diễn viên nào muốn nhận dù có cát-xê cao. Được phong làm nghệ sĩ xấu nhất thì cũng mừng. Khác hẳn với vẻ ngoài chỉn chu của ông bố, diễn viên Trần Nhượng, Trần Bình Trọng đã xác định cho mình con đường sẽ không theo nghệ thuật. Bởi thế mẹ anh đăng ký vào Đại học Văn hóa để sau này trở thành người quản lý văn hóa hợp với anh hơn. Thế nhưng diễn như kiểu che truyền con nối cứ bám lấy anh. Nên từ khi 5 tuổi, Bình Trọng đã từng bị ép lên sân khấu. Khi học đại học, vì có bố làm diễn viên nên Bình Trọng cũng kiếm chân trợ lý đạo diễn làm cho có thu nhập, nhanh nhẹn tháo vát và cởi mở nên ăn được các đạo diễn và đồng nghiệp rất quý mến. Nhiều lần không tìm được diễn viên, Bình Trọng bất đắc dĩ đóng thế người tay trái, ăn nhận lời làm. Nhưng lâu dần thành quen, yêu nghề, tấm bằng đại học văn hóa cất vào kho, anh bắt đầu theo các đoàn làm phim. Con đường nghệ thuật của Bình Trọng không được trải toàn hoa hồng khi mọi người vẫn nghĩ vì anh có bệ đỡ là ông bố nổi tiếng Trần Nhượng. Khác với bố, chỉ chuyên đóng những vai đạo mạo, dân giá, thủ trưởng cơ quan, theo kiểu chính kịch, thì Bình Trọng vào nghề đã đóng những vai nhăng nhít, lon ton kiểu hài kịch rồi miết rồi vẫn thế. Nhiều người cứ khuyên tôi cố, chọn vai nào diễn cho ra tấm ra món, nhưng tôi tự lượng sức mình, chẳng diễn được chính kịch, kiểu của tôi chỉ hợp diễn mấy vai nhăng nhít, tôi không quan trọng hài kịch hay chính kịch. Miễn là khán giả còn nhớ tới những vai diễn của mình, còn cười mỗi khi tôi diễn hài là được. Sau này khi làm đạo diễn, tôi cũng quan niệm làm phim cái chính là để khán giả thư giãn chứ không mong nhận được danh hiệu, cúp vàng, bằng khen, không mang dự liên hoan nào cả. Có những danh hiệu được trao tặng đàng hoàng, nhưng chưa chắc đã sung sướng bằng danh xưng do công chúng, khán giả yêu mến tặng cho. Thôi thì, mình không được phong làm nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, mà được phong làm nghệ sĩ xấu nhất thì cũng mừng, vì dù sao cũng có chữ nhất trong đó. Đạo diễn Bình Trọng chia sẻ: tôi bị vợ yêu quá đà, không chia sẻ nhiều về gia đình, nhất là ông bố vừa giỏi nghề lại vừa đào hoa. Bình Trọng luôn bị đặt câu hỏi rằng đã bao giờ anh phải đi đánh ghen cùng mẹ, nhưng lần nào cũng vậy, Bình Trọng chỉ cười xòe nói rằng tính anh dễ tính nên chuyện gì bỏ qua được thì thôi, không nghĩ đến cho nhân già. Cách đây hơn chục năm, Bình Trọng làm trợ lý cho ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Trong đêm chung kết, anh có dịp làm việc với các thí sinh xuất sắc. Bẵng đi một thời gian, khi đang đi diễn trên đường Hà Nội, anh bất ngờ gặp lại một thí sinh. Trong cuộc thi Hoa hậu năm xưa, dù không thể nhớ được tên nhưng Bình Trọng cứ giả vờ như nhớ lắm. Rồi cứ thế họ qua lại trò chuyện. Đến năm 2005, sau 3 năm tìm hiểu, cả hai góp gạo thổi cơm chung. Lấy cô vợ trẻ, anh bảo đôi lúc cũng có chút rắc rối. Tôi bị vợ yêu và thể hiện tình yêu hơi thái quá. Cuồng yêu ấy cũng hay ghen, Bình Trọng chia sẻ. Có ghen như mấy cô trong series hài mà anh làm không? Phóng viên hỏi. Bình Trọng cười bảo, cũng có đấy, ngày trước ở nhà cũ, tôi thường hay mở cửa để cho mấy ông bị vợ đánh, vợ đuổi trốn. Thế mà sang nhà mới, đôi lần tôi cũng phải xin hàng xóm mở cửa cho vào đó. Nói vậy, chứ hình tượng mấy cô đánh ghen trong chùm hài của tôi, họ ghen theo kiểu rất yêu chồng, kiểu giận thì giận, mà thương thì vẫn thương, chứ không phải ghen lố bật phá đám, bất chấp của những hoạn thư. Có những cảnh quay, khi tôi bảo Hiếu Pháo hay Lý Đẩu, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, nghệ sĩ nhân dân Công Lý, phóng viên diễn mà hai đồng chí đó cứ đứng cười như me làm, tôi cáu quá bảo diễn đi. Hai đồng chí đó bảo, tao nhớ tới chuyện của mày, đây đích thị là chuyện gia đình mày mang vào rồi. Thế là cả đoàn lại cười phá lên. Cơ mà ban đầu tôi hơi khó chịu với chuyện ghen của vợ, giờ thì tôi thấy vui, khó có thể định nghĩa được. Hay dùng từ ghen kiểu chăm sóc nhỉ, tôi thấy đúng,
Bình Trọng chia sẻ. Hoài Linh giản dị là vậy, còn cô em gái duy nhất của anh thì sao? Ít ai biết rằng cô em gái duy nhất của Hoài Linh cũng theo nghiệp ca hát. Là dân hài nổi tiếng tại Việt Nam, cuộc sống riêng tư của Hoài Linh luôn là đề tài khiến dư luận quan tâm. Trái với sự tò mò của mọi người, Hoài Linh lại là dân hài được xem là kín tiếng nhất nhì Việt Nam. Những thông tin về cuộc sống riêng tư của Hoài Linh vô cùng ít ỏi. Người ta chỉ biết rằng Hoài Linh được sinh ra trong một gia đình có 6 anh em, 3 trai, 3 gái. Ngoài hai người chị phía trên, Hoài Linh có một cô em gái xinh đẹp có tên là Phương Trang. Phương Trang sở hữu ngoại hình khá xinh đẹp và dễ thương. Cô được đánh giá là nhìn hơi giống nữ ca sĩ Thu Phương. Không chỉ xinh xắn, Phương Trang còn không kém cạnh anh em mình ở khoản tài năng, cũng như em trai Dương Triệu Vũ. Phương Trang cũng đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp, tuy nhiên cô không đẩy mạnh sự nghiệp mà thỉnh thoảng mới đi lưu diễn. Phương Trang cũng từng xuất hiện, biểu diễn trong live show của anh trai và là giọng ca quen thuộc ở nhiều sân khấu thuộc Mỹ và thành phố Hồ Chí Minh. Nam ca sĩ Dương Triệu Vũ từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng Hoài Linh không ủng hộ mình và chị Phương Trang theo đuổi ca hát. Anh Linh cũng không ủng hộ chị Trang đâu, anh gắn bó với nghề nên anh hiểu nghề bạc như thế nào. Dương Triệu Vũ cho biết, nữ ca sĩ xinh đẹp cũng thường xuyên đi đi lại lại giữa Mỹ và Việt Nam để thuận tiện cho công việc. Cô cũng vô cùng thân thiết với những cậu con trai nuôi của anh trai. Khác với người anh giản dị của mình, Phương Trang có cuộc sống khá nhộn nhịp. Cô dành phần lớn thời gian cho những chuyến du lịch tới nhiều miền đất khác nhau để tận hưởng cuộc sống. Nữ ca sĩ cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh vui chơi của mình khiến nhiều người phải ghen. Mua sắm cũng là một trong những sở thích của Phương Trang. Phương Trang và Dương Triệu Vũ khá hợp nhau trong bản thân du lịch. Phương Trang và Võ Lê Thành Vinh, người được xem là con trai ruột của Hoài Linh. Cô gái khác, Phương Trang dành thời gian nhiều cho việc mua sắm. Thank you.
Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.